thánh tam tòa, tam tòa chúa tiên ngự đền thoại công.
sâm kết loan phòng vinh xuyên y sâm kết loan phòng mờ thảo mai tiểu thuyết đẹp lòng gieo an ni a di đà phật a di đà phật nô ưng sở nhiệt pháp rơi mong ơn chư phật hải hồi tận sao văn kỳ sư kết tượng vân thạnh ý phương luân chư phật hiền toàn thân lập mô nhang hương cái bồ tát ma ha tát lập mô nhang hương cái bồ tát ma ha tát lập mô nhang hương cái bồ tát ma ha hồi công nghệ văn võ quân thần trần triều văn võ quân thần linh tộc gia ẩn cần xin người về giúp cho thanh gia cùng đời trời thi mở mang năm hai đức ông đệ tam mơ người dòng dõi kim chi thanh gia cùng hải đường tân vương cô đệ nhất ni tức bạc hương là đơn ni chấp quanh thanh gia trên tòa vàng trong ơn Phật và thanh nghi dưới tiền tiền thì phụng sự đôi cô tôi anh linh thanh xa cửa suốt tờ mờ trong ra ngoài cửa suốt tờ mờ chiếc thoi cô bé lập lờ bên sang nghi thanh xa có quân quân quan đi danh tiếng đầu nờ cậu biết quân khôn ngoan nâng vua sai cậu chân ở ngoài cửa ông mê thanh gia hồi cung tôn quan cung thỉnh mời đệ nhất bóng mê tôn quan nâng lại lập chắc gia trần gian quân lớn người uy hùng thanh gia hồi cung giám sát quyền cai trên thượng ngàn nâng quan đệ nhị giám sát quyền cai không chi tam giới không sai chức trại ta Thank you.
chiếc nga tích tóc cung giảng kim phục hoàng lân cận thanh chúa tiên chân vương càng tận xa bi từ bi lâm chúng sinh phô cỏ kim đình lệ khai quang chương chương đàn duyên chương phủ chương đàn có lớn về chương phủ chương đàn đi đồ cho đệ tử được đời đời vinh hoàng Xuân Thiên Các Nhật à, bản ánh dáng đèn dáng phủ à, dáng phúc lưu ân dáng ơn lỗi phúc dáng thủ lô nhàng à, dáng bản đèn phú xá linh tư à, này họ Trịnh sinh dương giới số thế đình nguyên dòm mệnh trọng căn thần ngày nay ơn cửa vua cửa mẫu cửa quan anh em nhân ta à, thế mà thỉnh mạnh pháp sư thiết lập đàn tràng à, bắt tấu biểu quan cung vinh đình thần tam tứ phủ à, dưới Thanh Đồng, mộc ơn Thanh Đồng Phạm Thị Dậu à, đại vì cờ vì đái tấu cho họ Trịnh à, ngày nay đã trung tiên mãn quả à, ban anh về ban danh ban diện ban công ban quyền cho họ Phạm à. Từ nay trở đi từ chi ứng hậu à, từ nay trở đi từ chi ứng hậu, song gia trung quế tử lan tôn miêu duệ trường xuân quan tiền dụ hậu à, thế mà tội cho họ Trịnh à,
sang tay lính cắt tay đồng, đồng khôn bóng hoan một sang cũng sự à. Này ông, thế mà cho ra chung của nó, nước thuận một dòng thuyền xuôi một bến. Quế tử Lan Tôn miêu rẽ Trường Sơn quang kiệt chủ hậu này, thế mà độ cho thực ra xa các chủ các lính các ghế ngày nay vân tập bản đường tái đảo Kỳ An, được xuân đa các thánh hạ bảo bình an thuông thu tống tàn tai đồng đường linh bách phúc à, và thành thượng đảo kỳ phong điều thuận hạng phù phủ thái dân an à. Quan tâm giữa